Theo nhân tướng học, việc nhìn tướng răng để dự đoán số phận người đó sẽ trở thành đại gia hay bần hàn là một trong những cách nhìn có sự chính xác cao. Ông bà ta từng nói cái răng, cái tóc là góc con người, là có lý do riêng của nó. Mỗi một bộ phận hay tướng mạo trên cơ thể đều ít nhiều phản ánh các khía cạnh của cuộc đời con người, chẳng hạn như tính cách, tài vận, sức khỏe hay tình cảm, vận mệnh sang giàu hay bần hàn của một người hoàn toàn có thể nhìn nhận cũng như là phán đoán trong những tướng răng dưới đây của một người. Răng hạt lựu. Phụ nữ sở hữu tướng răng hạt lựu được xem là đẹp nhất. Nó là kiểu răng có hình dạng tương tự như hạt lựu, ngắn, vuông vức và nằm sát nhau, đặc biệt là trắng và chắc. Đa phần, những người có tướng răng này thường rất thông minh, tài ba. Nam giới thì có phúc phần hưởng sang giàu phú quý, nữ giới thì hiền thục đoan trang, có số lấy được chồng giàu, phần đời còn lại được sống trong an nhàn, viên mãn. Răng rồng. Đàn ông sở hữu tướng răng rồng được coi là đẹp nhất. Kiểu răng này có đặc điểm là răng cửa rất dài và trắng. Cả hàm răng có tới hơn 32 chiếc. Bên cạnh đó còn có đặc điểm dáng hình cao lớn, mặt mũi và tai đều dài, còn được gọi là tên khác long hình. Người sở hữu tất yếu sẽ là người có đại phúc, giàu sang và thịnh vượng. Răng hổ. Đặc điểm của tướng răng này đó là răng nanh nằm cạnh với răng cửa ở hàm phía trên mọc nhô ra hẳn so với cả hàm. Những người có tướng răng này trong trường hợp miệng đẹp và sắc môi tươi mới, cộng thêm răng nanh trắng, dài và sáng, dự báo trong tương lai gần sẽ thành đạt hơn người. Họ phù hợp với con đường nghệ thuật, điện ảnh. Răng trâu. Có thể định đoán tướng răng này thông qua đặc điểm răng cửa trắng dài to và đều, giống như răng rồng, răng trâu có đến hơn 32 chiếc khi tính cả răng hàm. Những người sở hữu tướng răng này thường có phúc phần hơn người, đặc biệt là con cháu giỏi giang thành đạt, có phúc nhờ con. Răng khẩy. Theo xem tướng mạo phương Đông, người có răng khểnh là người ăn nói vui vẻ, hoạt bát, làm việc hết mình. Họ là người tốt bụng, biết quan tâm người khác và đặc biệt luôn cố gắng hết mình vì bản thân, vì những người mà họ thương yêu. Cuộc sống gia đình đối với họ là vô cùng quan trọng. Tài ăn nói cũng như là cái duyên thầm từ chiếc răng khểnh này giúp cho người này có nhiều mối quan hệ tốt và sự thiện cảm từ những người xung quanh. Cũng từ đó mà công việc có nhiều lợi thế hơn những người khác, có khả năng thăng tiến lấy được người tốt. Sau khi kết hợp với tử vi, năm Canh Tý 2020, phong thủy gia cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp. Khi có những đặc điểm trên thì vận trình trong năm Canh Tý sẽ có được nhiều thành tựu, tài lộc viên mãn, gia đạo an khang. Tiếp theo đó là răng chó. Răng chó có đặc điểm là răng cửa không đều nhau, bên cạnh răng nanh dài và nhọn. Không ít người sở hữu tướng răng này thường có tính tình kỳ quái lạ thường, ăn nói hàm hồ hoang đường, đầu óc lúc nào cũng bay bổng trên mây, khó làm việc, do đó gặp khá nhiều thất bại. Răng thưa. Đặc điểm của tướng răng thưa này là răng trên rộng, răng dưới hẹp, khoảng cách cũng như là kích thước răng không đều nhau. Những người có tướng răng thưa thường nói năng luyên thuyên, dễ gây thị phi. Mọi rắc rối suy cho cùng cũng do cái miệng mà ra. Ngoài ra thì kiểu người này còn không có khả năng trong việc quản lý tài chính, tiêu xài hoang phí, nghèo đói cả đời. Người này có số khắc mẹ. Răng quỷ. Nhận dạng răng quỷ bằng đặc điểm răng nanh và răng cửa khấp khểnh, các răng không đều nhau, môi vẩu và để lộ răng. Thực tế cho thấy hầu hết những người sở hữu tướng răng này thường là những kiểu người giả dối, nói một đường làm một nẻo, có sự gian trá xảo quyệt trong cả lời nói dẫn hành động. Răng mọc khít vào nhau. Hàm răng mà mọc san sát, nhỏ, khít vào nhau đều cho thấy bạn là tuyết người, cái gì cũng hài hòa, ổn định. Đối với phụ nữ thì đó là một người khéo léo, giỏi giang, việc nhà, việc xã hội. Đối với đàn ông thì đó là một người đa tình, có nhiều phụ nữ theo đuổi. Các mối quan hệ xã hội của người này cũng có nhiều và có thể sẽ phải đau đầu lựa chọn cuộc sống hôn nhân. Ngoài ra, khi mà tướng răng có những đặc điểm nhỏ dưới đây cũng sẽ mang lại những điểm không may mắn cho mệnh chủ. Răng có sắc đen, vàng và khấp khểnh không đều thường là người có tướng bần hàn, khắc hại người khác và sức khỏe có vấn đề. Răng cửa có khe hở là dấu hiệu cho thấy tài vận của bạn không vượng, dễ hao tiền tốn của và phải chịu cảnh sống đơn thân hoặc xa cách cha mẹ.
Những người có hàm răng vẩu thường suy nghĩ nông cạn, bạn dễ đắc tội với người khác vì lời ăn tiếng nói và hay bị chia rẽ tập thể, gây mất đoàn kết. Răng hàm trên, hàm dưới đều nhỏ là người có suy nghĩ sâu sắc hay ghen tị và thích bàn luận, đơm đặt chuyện của người khác. Người có răng nanh nhọn thường có tính khí nóng nảy, ngổ ngáo, thích châm chọc, tạo thị phi nên dễ đắc tội với người khác. Dù tiền bạc dư giả nhưng vì tiêu xài quá độ nên bạn khó có của để dành. Bỗng nhiên bị rụng răng ở tuổi thanh niên hoặc trung niên là dấu hiệu xấu cảnh báo cuộc sống của bạn sẽ nhiều cực nhọc, tới tuổi trung niên dễ bị sa sút. Răng cửa bị lệch và mẻ chứng tỏ cuộc sống của bạn gặp nhiều trục trặc trong công việc lẫn tiền tài, bạn không thể nắm bắt được những cơ hội trời cho. Sau khi kết hợp với tử vi năm nay Canh Tý 2020, phong thủy gia cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp khi mà có đặc điểm trên, vận trình trong năm Canh Tý sẽ khó khăn, gặp phải nhiều trắc trở, cần phải cẩn trọng chú ý. Đó là những mệnh chủ tuổi Tý trong năm 2020 phạm thái tuế lại có thêm những đặc điểm trên sẽ khó khăn càng nhiều. Thái tuế đương đầu không họa này, ắt có họa khác, con giáp này khó tránh khỏi tai ương ập đến. Năm 2020 là năm tuổi của con giáp này, vì thế tuổi Tý và thái tuế đồng vượng dẫn đến tình trạng tự cao tự đại, luôn vỗ ngực cho mình là nhất. Bản mệnh có thêm nhiều tham vọng, sống quá thực tế hoặc tỏ ra quá đỗi lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. Thái tuế Tý thủy còn tượng trưng cho sự tăm tối, thể hiện qua việc những chú chuột khó giữ được tâm thế bình thản an yên, dễ suy nghĩ theo hướng bi quan. Khi bóng đêm ập xuống thì ánh mặt trời bị che khuất, con giáp này không thể kiểm soát được bản thân, dễ trở thành một người hoàn toàn khác, bộc lộ hết những mặt xấu xí trong con người mình. Ngoài ra, phạm thái tuế luôn là điểm hung, Tý thủy đứng đầu nên bản mệnh cần lưu ý trong công việc kinh doanh, buôn bán, hạn chế đụng tới những hạng mục có liên quan đến nước như thủy lợi, thủy sản hay đồ ăn uống, phần nào tránh được những tai họa tổn thất mà thái tuế gây ra. Thái tuế Tý thủy vượng còn khiến cho yếu tố hỏa và kim trở nên suy yếu, ngũ hành mất cân bằng, các hành khắc chế lẫn nhau còn có thể dẫn đến những tác động không nhỏ với sức khỏe của tuổi Tý. Trong năm nay thì do phải chịu áp lực công việc, điềm báo tử vi cho thấy cần phải quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ, nhất là đối với người cha. Kim sinh xuất cho thủy, thái tuế phát tiết, những chú chuột còn có thể gặp phải những vấn đề về hệ hô hấp. Song do kim là mẫu tinh của tuổi Tý nên đa phần điểm này sẽ ứng với nữ mệnh hoặc là người mẹ của bản mệnh. Âm thủy quá vượng, phong thủy gia cát xin được nhắc nhở tuổi Tý chớ nên ham vui mà tới những nơi sông sâu sóng cả hay là hang động dưới lòng đất, những nơi tà khí vượng để có thể tránh được tai họa khôn lường. Để hóa giải những tà khí do hung tinh mang đến, tuổi Tý cần sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh với hình tượng là 8 bảo vật của nhà Phật mang lại bình an may mắn cho gia chủ. Mặt sau là chú Bát Nhã Tâm Kinh giúp tịnh thân mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí phong thủy sử dụng hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi được chiếu sáng sẽ hiện lên hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh, là vật phẩm hàng đầu về kỵ tà hóa sát, chiêu tài lộc cho gia chủ. Tuổi Mão. Năm 2020, tuổi Mão gặp cục diện hình thái tuế, tài lộc sự nghiệp có bước thăng tiến nhưng dễ gặp phải trục trặc về sau, có được có mất, sức khỏe của con giáp này cũng không được tốt, dễ mắc bệnh liên quan đến gan thận. Bước vào năm Canh Tý, tuế can canh kim lộ xuất chính quan, Tý thủy tọa tại chính ấn, ấn quan tương hợp tạo điều kiện cho con giáp này phát triển trên con đường sự nghiệp. Vậy nên tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế để nghênh đón cát thần, hóa giải hung tinh, giúp tuổi Mão luôn gặp được may mắn, bình an trong cuộc sống. Bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi trên con đường học hành thi cử, ứng tuyển xin việc, lấy bằng cấp chứng chỉ gì cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra thì con giáp này có thể sẽ nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực bản thân, theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều. Do thái tuế Tý thủy và tuổi Mão phạm phải cục diện tương hình nên cần phải chú ý, trong họa có phúc, trong phúc có tiềm họa, đừng thấy rằng thành công mà lơ là cảnh giác. Lợi ích có được chẳng dễ dàng nhưng vẫn phải có sự thỏa thuận, nếu không được thỏa hiệp từ trước thì hậu quả có thể khôn lường. Có thể do ganh tị, đố kỵ mà tiểu nhân tìm cách quấy phá, không ăn được thì đạp đổ.
Thái Tuế chợ đào hoa nên tuổi Mão cho thấy dễ tìm thấy được cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái, tăng khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao hơn. Song nếu con giáp này đã kết hôn thì đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ, phá hoại hạnh phúc mà bạn đang có. Cần phải giữ lập trường vững vàng để không bị say nắng trúng gió mà rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Thái Tuế còn mang theo những hung tinh, gây ra đủ chuyện rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà tuổi Mão đang cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này. Trong năm hung tinh dễ đẩy con giáp này vào họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí có thể vướng họa kiện tụng, lao tổ, bản thân chịu thương tật, phá tài hao của. Phong thủy gia cát xin được nhắc nhở, mệnh chủ làm gì thì tốt nhất phải tuân theo quy định pháp luật, dù đó là chuyện nhỏ xảy ra bên mình thì cũng đừng vì tình cảm cá nhân mà tặc lưỡi bỏ qua. Cần phải kiểm soát tốt để do dục vọng và tham lam lấn át hết lý trí thì mắc phải sai lầm, chỉ có mất nhiều hơn được, mà cũng không ai có thể cứu vãn được con giáp này thoát khỏi tai ương. Mão Tý tương hình, Tý Thủy cảnh báo bản mệnh nên tránh xa những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, tránh đến những nơi tối tăm âm u. Vậy nên tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để chiêu mời quý thần tam hợp, hóa giải Thái Tuế, tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ, thị phi sẽ không còn, từ đó công việc hành thông thuận lợi, giúp người tuổi Mão tài lộc vượng tiến trọn đời. Tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Ngọ cho thấy tuổi Ngọ xung Thái Tuế, khi mà có những đặc điểm trên thì dẫn tới hiểm họa trùng trùng, Tý Ngọ tương xung, lại thêm thất sát hung tinh khắc chế nên hung nhiều hơn cát, sự nghiệp khó bể được như ý, dễ bị chèn ép bởi quyền lực, trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng, hết lần này tới lần khác không xong việc, xung đột với các cơ quan hành pháp chấp pháp. Nếu không muốn tự rước họa vào thân, có thể sẽ có vài sự chuyển dịch về chỗ ở, chỗ làm. Bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra, đề phòng thiên tai, bệnh tật hay những chuyện tà bí. Ngoài ra thì hàng loạt hung tinh như Tuế Phá và Tai Sát còn đại diện cho những chuyện nguy hiểm có thể xảy ra với con giáp này. Thất sát thì tượng trưng cho tà ác, tổn thương nặng hay những sự công kích nghiêm trọng. Để mọi việc viên mãn, hóa giải xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Tuy Tuế can canh kim lộ xuất chính tài, nhưng chính tài lại bị Thái Tuế thất sát kìm kẹp. Vì thế trong năm không nên tham gia đầu tư mạo hiểm. Đừng để lòng tham của mình đẩy chính bản thân vào hố sâu, dễ bị kẻ gian lừa gạt mất tiền hao của. Tuổi Ngọ trong năm nay thì không được vượng về đường tài lộc cho lắm. Tiền bạc kiếm được đều phải làm động cực khổ, chứ không có chuyện tài lộc từ trên trời rơi xuống. Không nên tìm cách kiếm tiền bằng nghề tay trái hay chơi cờ bạc đỏ đen. Năm nay dễ vướng phải vòng lao lý, càng tránh xa những việc bất hợp pháp bao nhiêu thì càng tốt. Đừng tùy tiện làm những việc trái với quy định, với pháp luật vì hám lợi nhất thời, chẳng những hao tốn tiền của mà còn có thể vướng vào vòng lao lý. Về sức khỏe cần phải đề phòng bệnh tình biến chứng theo chiều hướng xấu hơn, có thể sẽ xuất hiện u nhọt, không nên uống nhiều rượu bia, dùng các chất kích thích. Nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình, nếu không sẽ tự khiến cho bản thân buồn bực khó chịu, dần dà để lại bệnh tật trong người. Ngoài ra Thái Tuế Tý Thủy là âm thủy, vì thế trong năm thủy hỏa xung khắc này, mệnh chủ nên lưu ý không nên đến những nơi có nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả, cẩn thận khéo gặp hạn nước. Tránh những nơi âm u ẩm ướt có nhiều tà khí, nếu không bệnh tật sẽ quấn thân hay là bệnh tình trở nặng. Hàng ngày thì nên phòng trộm cắp. Trước khi ra khỏi nhà phải đóng cửa, khóa cửa cẩn thận, hạn chế nhiều đồ có giá trị trong nhà cũng như là mang theo bên người. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ kích tài nạp phúc, nạp tài tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ thanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo, tuổi Sửu. Về sự nghiệp năm Canh Tý, tuổi Sửu canh kim lộ xuất thương quan Tý Thủy tọa thứ tài trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao, sự thành công cũng theo đó mà tới, các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi. Vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài Thái Tuế năm 2020 để được may mắn bình an. Tuổi Sửu vào năm nay thì cần phải tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định, mà ở đây thì các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác để làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình. Bạn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng tiến thì năm nay tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt về việc tăng chức.
Nhưng tuế can lộ xuất thương quan tinh tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên. Vì thế, nếu bạn muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá là khó, trừ khi bạn có được thành tích làm việc cực xuất sắc, đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít người tuổi Sửu vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như là thay đổi chức vụ, vị trí làm việc mà thôi. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Về phương diện tài lộc, canh kim lộ xuất thương quan Tý Thủy tọa tứ tài, tuổi Sửu vào năm 2020 sẽ có tài lộc tìm đến tận nơi, Tý Sửu lâm nhị hợp. Trong năm vượng tài vượng lộc mà tứ tài chỉ lối dẫn đường, con giáp này nên tập trung vào các dự án đầu tư sẽ có lợi hơn. Ngoài ra thì tài lộc trong năm của tuổi Sửu có thể là tiền phi pháp, hoạnh tài, tiền trúng số hay cờ bạc mà có được. Tiền có được mà không phải bằng mồ hôi nước mắt của mình, dễ mất mát, của thiên trả địa, bản mệnh hãy lưu ý khi chi tiêu. Và lại cũng đừng tùy tiện lách luật mà kiếm tiền, kẻo tới lúc sẽ phải trả giá gấp nhiều lần. Trong năm, nếu có tiền bạc dư dôi, con giáp này nên dành để đầu tư vào các dự án nuôi trồng thủy sản, ẩm thực, đồ uống. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì trong năm, thái tuế Tý Thủy chủ về thủy khí quá vượng, có thái tuế trợ lực làm những việc có liên quan tới nước thì sẽ thu được tiền về tay. Tuy nhiên không phải cứ bỏ tiền ra đầu tư là sẽ có lợi nhuận thu về, bạn cần phải có kiến thức và vốn kinh nghiệm nhất định, nếu không sẽ chỉ mắc sai lầm mà nhầm lẫn trong kinh doanh sẽ phải trả giá bằng tiền bạc. Nếu có ý định kinh doanh cần phải tìm địa điểm giao thông thuận lợi, có lưu lượng người qua lại đông đúc, như thế mới dễ dàng thu hút được một lượng khách lớn tiếp cận tự nhiên. Muốn tiền đẻ ra tiền thì hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh để được tài lộc vượng tiến suốt đời bình an. Tuổi Tỵ. Luận tử vi sự nghiệp của tuổi Tỵ trong năm phạm tam tai, con giáp này phải đối mặt với những áp lực nhất định, mối quan hệ với cấp trên không được tốt, chẳng được tạo điều kiện phát triển đúng với khả năng của mình. Cấp trên có thể khó thể hiện ra bên ngoài, nhưng âm thầm để ý quan sát tuổi Tỵ, chỉ cần con giáp này lơ là thiếu tập trung, có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực cho con giáp này, tuy nhiên thì cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân, bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực và quyết định những vị trí trong tương lai cho bạn. Mối quan hệ với cấp trên không tốt, khó được trao cho cơ hội để thể hiện mình, cũng khó có không gian để phát triển năng lực đúng với mong đợi. Công việc không quá phức tạp nhưng cũng không có cơ hội thăng tiến khiến cho con giáp này nhụt chí, chán nản. Điều đó dẫn đến hành động lơ là sơ suất trong công việc mà hậu quả là bản mệnh sẽ bị cấp trên nghiêm khắc nhắc nhở, trách phạt. Khoảng thời gian này không có áp lực thực sự nhưng có vô khối những điều khó khăn mà những chú rắn phải chịu đựng. Bởi đây có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản mệnh để xem bản mệnh có thể bứt phá được hay không nếu không có ai tạo điều kiện cho mình. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Tuy cơ may thăng tiến không nhiều, nhưng nếu con giáp này kiên cường giữ vững mục tiêu, cố gắng nỗ lực để chứng tỏ năng lực của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp mà thôi. Đừng chán nản, bất mãn mà buông xuôi, cũng đừng tìm cớ lách luật qua mặt cấp trên, bạn sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp. Năm 2020 này, tuổi Tỵ không có cơ may thăng quan tiến chức. Nhưng đừng vì thế mà buông xuôi, càng nhiều khó khăn thì càng phải cố gắng nhiều hơn. Hãy nắm bắt từng cơ hội dù ít ỏi để chứng minh thể hiện năng lực của mình. Hãy nỗ lực để tạo chỗ đứng vững chắc cho mình, tạo nền tảng cho những phát triển sau này. Cố gắng tuân thủ những quy định đã được đề ra, làm theo đúng quy trình, đừng tự lách luật mà gây rắc rối cho chính mình. Tử vi tài lộc của tuổi Tỵ. Vào năm 2020, có thể do canh kim lộ xuất thiên tài mà chính tài sinh chính quan tọa tại Tý Thủy nên bị cản trở trong công việc chính. Thủy hỏa bất dung khiến cho thu nhập từ công việc chính khó bề gia tăng. Tài lộc trong năm Canh Tý chủ yếu là những nguồn thu phụ, thái tuế hóa thiên tài, đầu tư ngắn hạn sẽ có lợi hơn, đừng tham đầu tư lâu dài dễ mắc phải bất trắc, càng không nên đầu tư mạo hiểm hay chơi cờ bạc đỏ đen. Nếu có dự định đầu tư cần phải tìm hiểu rõ về các quy định của pháp luật, đồng thời xem xét thật kỹ để tránh những tổn thất thiệt hại nghiêm trọng. Việc kiếm tiền thu nhập từ nghề tay trái sẽ ổn định và vững vàng hơn, góp ít thành nhiều, tích tiểu thạch đại, chăm chỉ làm lụng thì tất sẽ có được một khoản kha khá để cuộc sống được dư dả hơn. Ngoài ra thì do năm nay tiểu hao và nguyên thần còn gọi là đại hao chiếu mệnh nên trong năm nay mệnh chủ có những hao tổn trong tài vận, cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tiểu tiết, tránh trường hợp thất thoát tài lộc ngoài ý muốn.
Để tốt nhất, mệnh chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy thất tinh bát quái trận đồ treo trong phòng khách để kích hoạt cung tài vận và quan vận. Rất tốt cho những người làm ăn kinh doanh muốn cầu tài chiêu lộc và những người làm công chức muốn thăng quan tiến chức. Trên đây là những tướng răng gắn với số mệnh và những người xưa đã đúc kết lại và truyền thành kinh nghiệm nhìn người, đoán vận mệnh sang hèn số phận của một con người. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên biết rằng tướng do tâm sinh, tướng mạo của một người tùy theo tâm của bản thân đó là thiện hay là ác sẽ có biến hóa nhất định cho phù hợp. Cho nên, dù ai đang sở hữu tướng răng không thực sự may mắn thì cũng không nên quá lo lắng, số mệnh của mỗi người đều nằm trong chính bản thân quyết định. Hãy chủ động hoán đổi số phận bằng những việc làm cái nhìn tích cực để gặt hái được kết quả tốt. Có tâm mà không có tướng, tướng sẽ theo tâm ấy mà sinh ra. Có tướng mà không có tâm, tướng ấy sẽ theo tâm kia mà tiêu mất. Trên đây, Phong Thủy Gia Cát vừa mới trao đổi về quý anh chị về tướng răng của từng gia chủ. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.